Thành phố Hồ Chí Minh cho phép xây dựng công trình trực tiếp phục vụ sản xuất trên đất nông nghiệp. Điều kiện áp dụng là Thành phố Hồ Chí Minh cho xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, mà không chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh thành khác ví dụ như là Đồng Nai cũng có cho xây nhà trên đất nông nghiệp. Vậy chúng ta hiểu đúng vấn đề này như thế nào? Xin chào tất cả các anh chị đến với kênh Hiệp Bất Động Sản, và đừng quên Hiệp có bán bất động sản và Hiệp cũng có đào tạo cho những nhà đầu tư hoặc môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Trong video ngày hôm nay, Hiệp sẽ chia sẻ với tất cả anh chị lại một chủ đề là cái phương pháp để xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, nhưng mà chúng ta đúng với lại tinh thần của luật đất đai mới 2024. Vậy thì đâu là cái cách nghĩ đúng? Hôm nay Hiệp sẽ dẫn một cái bài báo từ Cafe F để cho mọi người thấy là đây là một cái thông tin mà Hiệp đánh giá nó là rất là tích cực cho các anh chị đang sở hữu đất nông nghiệp. Vậy chúng ta hãy xem là cái bài báo này viết như thế nào và cái phương pháp chúng ta vận dụng nó ra sao. Thành phố Hồ Chí Minh cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Báo này cũng mới đăng ha anh chị nhé. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về việc sử dụng một số diện tích đất nông nghiệp để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh cho phép xây dựng công trình trực tiếp phục vụ sản xuất trên đất nông nghiệp. Điều kiện áp dụng là thửa đất nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và còn thời hạn sử dụng đất. Tức là cái điều kiện cần là chúng ta phải có sổ cái đã, và thời hạn sử dụng đất. Và cái câu chuyện là thời hạn sử dụng đất á, thì bây giờ chúng ta không đi gia hạn, nhưng mà phải làm một cái thủ tục là được tiếp tục sử dụng đất, thì nó cũng tương tự như gia hạn. Ở trong nhiều video clip khác, Hiệp đã chia sẻ rất là chi tiết về vấn đề này. Nếu anh chị chưa biết cái vấn đề này thì hãy tìm xem lại những video cũ để mình có cái thông tin nó rõ ràng hơn, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của anh chị, nên chịu khó tìm lại để xem để hiểu hơn nha. Chứ nếu mình làm sai là sẽ bị tháo dỡ đó, bây giờ nó sẽ gắt hơn đợt trước rất là nhiều, vì luật nó quy định rõ mà. Rồi chúng ta hãy tiếp tục nè. Diện tích đất nông nghiệp của khu đất đang sử dụng từ 500m² trở lên. Rồi đây lại là một thông số là anh chị nhớ 500m² trở lên, bao gồm thửa đất hoặc nhiều thửa đất liền kề của một người sử dụng đất. Tức là mình có nhiều mảnh đất khác nhau, cứ đất 100, 200, rồi 300 mình cộng lại thành ra trên 500 thì bắt đầu mình có được áp dụng cái này rồi, và nó liên kề với nhau nha anh chị. Trong đó tỷ lệ diện tích để được xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp tối đa là 1% diện tích trên đất nông nghiệp nhưng không vượt quá 50m². Công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp gồm có lán trại, kho để phục vụ sơ chế, bảo quản nông sản, chứa vật tư nông nghiệp, máy móc, dụng cụ lao động. Công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp chỉ được xây dựng một tầng, chiều cao đỉnh mái tối đa 5m và không có tầng hầm, kết cấu bán kiên cố. Cái này là anh chị em mình bắt đầu thấy là có những cái quy định rất là rõ ràng để cho chúng ta làm. Được làm lán trại nè, làm kho. Lán trại là cái chỗ để phơi phóng rồi nghỉ ngơi các kiểu thoải mái, để làm kho để phục vụ sơ chế và bảo quản, chứa thiết bị máy móc. Cho nên chúng ta cũng sẽ là xây dựng bán kiên cố, chứ bây giờ nhà tranh vách lá không thì lại là chưa được. Cho nên chúng ta có thể là xây dựng bán kiên cố ở trên này được, và không có tầng hầm, và chiều cao đỉnh tối đa 5m. 5m là một cái con số tốt đó anh chị, bởi vì mình có thể làm cái phần gọi là gác lửng, ví dụ vậy, làm một cái gác để chúng ta có thể chứa đồ thêm ở trên đó. Đó là một cái điều kiện rất là tốt ha anh chị. Quyết định này không áp dụng cho đất trồng lúa, bởi vì diện tích đất xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp, đất trồng lúa thực hiện theo quy định này được quy định chi tiết về đất trồng lúa, bởi vì đất lúa là một cái loại hình khác cho nên nó sẽ được quy định riêng anh chị nhé. Thì đối với đất lúa thì chúng ta không được làm cái này. Vậy thì thôi Hiệp sẽ đọc hết luôn và thêm một số cái chia sẻ nó phân tích và nó sâu hơn cái vấn đề này để anh chị quan tâm, nó quan trọng lắm nha. Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ là nơi chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng của công trình và thời gian tồn tại của công trình theo luật xây dựng, tức là mình xin ở cấp huyện nha anh chị nha. Ủy ban nhân dân các thành phố cũng yêu cầu xây dựng công trình phục vụ sản xuất đất nông nghiệp không làm ảnh hưởng đến công trình thủy lợi, công trình đê điều, diện tích đất nông nghiệp liền kề và không vi phạm lộ giới hiện hữu theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được phê duyệt. Thì cái này là những cái tiêu chuẩn cơ bản, nhưng mà chúng ta thấy ở đây nè, nếu anh chị mua đất lúa và anh chị muốn xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đó là một cái hạn chế. Cho nên khi mình mua đất lúa thì mình sẽ phải sử dụng phương pháp là đất đa mục đích. Đất đa mục đích là cái gì? Mình sử dụng nhiều mục đích ở trên đó và mình sẽ xin cấp phép, vẫn ở là cấp huyện nếu chúng ta là cá nhân. Và cái phương pháp xin cấp phép của đất đa mục đích nó khác với lại cái việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp này, nó khác nội dung hoàn toàn nha anh chị nha. Còn nếu mà cái chỗ vị trí đất lúa của mình mà nếu muốn chuyển lên thổ cư để mình xây dựng cao tầng kiên cố vân vân, tức là nó biến thành đất thổ cư rồi thì nó quá đơn giản. Vậy nó có ba cái loại để xây dựng trên đất nông nghiệp, nó rất là rõ ràng. Riêng đất lúa là nó có hai cái cách. Cách thứ nhất là anh chị làm đất nông nghiệp đa mục đích có thể sử dụng được. Bây giờ mọi người sẽ thấy là ở đâu đó người ta sẽ làm các cái quán ăn hoặc là các cái điểm cà phê check-in ở trên lúa rất là bình thường nha. Cho nên là mình làm một mô hình khác. Còn cái mô hình này là để phục vụ sản xuất nông nghiệp chứ không phải là để kinh doanh, nó khác hoàn toàn về cái nội dung. Và cái phương pháp thứ hai đó là chuyển mục đích. Còn quay lại cái câu chuyện là tại sao Hiệp sẽ nói là cái phần phân tích sâu ở phía sau. Thứ nhất là anh chị phải lựa những cái mảnh đất mà nó có từ 500m² trở lên và 1% của nó là đạt được 50m², vậy chúng ta có thể sử dụng tối đa được 50m² này. 50m² này hoàn toàn xây dựng được một cái mình hay gọi nó là một căn nhà. Một cái kho 50m² thì đủ chứa và nó sẽ phục vụ được nhiều công năng cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta có thể để cái phần này để chúng ta kết hợp là nghỉ ngơi này nọ, cái kiểu vẫn có thể được nha, vẫn có thể được trong quá trình này. Bởi vì nó có phần là làm lán trại và bán kiên cố. Vậy nếu chúng ta làm bán kiên cố và chúng ta đáp ứng được cái diện tích thì cái khả năng anh chị xây dựng ở trên đất nông nghiệp là rất là ổn thỏa. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình mua đất trồng cây, tức là ngoài cái việc mình xây dựng thì mình có thể trồng cây ở đó, mình có thể khai thác kinh doanh ở trên đó rất là tốt anh chị. Thậm chí là mình không cần phải xin theo cái diện là đất đa mục đích nữa, mà mình xin xây dựng cái căn nhà bán kiên cố trên đó và mình trồng cây trên đó. Ví dụ anh chị trồng cây cảnh thì không cần quá nhiều cái diện tích để mình ở đó để mình phục vụ, mà cần cái diện tích để trồng cây cảnh. Thì cái cây cảnh này có thể tính được là đất trồng cây và chúng ta khai thác nó rất là triệt để. Ví dụ như một số cái tỉnh thành Bến Tre, Vĩnh Long, vân vân, ở Đồng Tháp thì cái diện tích đất nông nghiệp họ rất cần anh chị, rất cần. Và Hiệp xuống đó Hiệp thấy là nhà ở của bà con nó chỉ vừa đủ dùng thôi, không cần phải to, nhưng mà bà con cần cái diện tích đất rất là lớn. Vậy đây không chỉ riêng là thành phố Hồ Chí Minh mà gần như tất cả các tỉnh thành đều cần cái yếu tố này. Và đây là một cái sự mở ra rất là lớn cho bà con xây dựng trên đất nông nghiệp ha, và có thời hạn sử dụng cái tài sản đó. Và cái phần bây giờ các cái căn nhà lắp ghép bán kiên cố vân vân các kiểu nó rất là dễ. Vậy thì hoàn toàn chúng ta có thể đâu đó về quê ở ẩn, xây một cái căn nhà vừa đủ dùng thôi, còn lại là mình là tạo cảnh quan ở trên đó anh chị. Vừa có cái chỗ để ở nè, vừa có cái chỗ để vui chơi nè, vừa có cái chỗ để làm nông nghiệp mà theo hướng mới, theo hướng kinh tế cao. Có một cái cây bonsai chút xíu thôi anh chị là đã bán 500-700 ngàn đến một vài triệu là chuyện rất là dễ dàng rồi. Với diện tích 500 đến 1.000m² thì nó rất là dễ. Nhưng Hiệp lại một lần nữa nhắc lại anh chị nhé, chúng ta phải mua từ 500m² trở lên. Những cái mảnh đất từ 500 đến vài 3.000m² đó là một điều kiện rất là thuận lợi anh chị nhé. Chứ còn bây giờ mình mua dưới cái diện tích này là không được phép xây dựng, là anh chị mua chỉ có việc chuyển đổi thôi mới xây dựng được. Thì đó là một cái điều cực kỳ quan trọng anh chị cần nắm ở trong cái nội dung này. Và một lần nữa thì Hiệp cũng rất là vui khi mà thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục mở đường ra, và ví dụ như Đồng Nai cũng mở đường ra. Nhưng mà cái quy định mỗi tỉnh nó sẽ khác nhau nha anh chị nha. Quy định mỗi tỉnh là khác nhau, mình nên lưu ý cái chuyện này. Nhưng riêng Đồng Nai cũng phải áp dụng từ 500m² trở lên, chứ không để xây dựng một cách nó tràn lan. Thì Hiệp nghĩ sắp tới là những tỉnh thành khác cũng sẽ học tập theo cái mô hình này, mà cái đất nông nghiệp nó sẽ có một cái con đường đi mới anh chị. Bây giờ được đa mục đích là còn được xây dựng trên đất nông nghiệp thì quá sức là tuyệt vời rồi. Thì xin chúc mừng tất cả các anh chị đang sở hữu các cái loại đất nông nghiệp mà nó hiệu quả như những cái bài mà Hiệp đã chia sẻ. Và đặc biệt anh chị đang có một cái khoản tiền nó vừa đủ thôi, nó không nhiều mà cũng không đủ tiền để mua đất ở trong trung tâm, thì hoàn toàn có thể là nghiên cứu cái phần đất nông nghiệp. Nhưng mình chú ý là diện tích, pháp lý và cái giá nó hợp lý, đường xá nó ngon lành, thì anh chị hoàn toàn có thể là mua các cái loại đất này, sử dụng cũng được nè, rồi khai thác kinh doanh ở trên đó cũng được. Đó là một cái bài toán có vẻ là sắp tới xu hướng này nó cũng sẽ được sự quan tâm rất là lớn của mọi người. Và đặc biệt nếu đây là lần đầu tiên anh chị xem kênh của Hiệp, nhớ bấm vào nút đăng ký và bấm luôn nút chuông bên cạnh để nhận được các cái thông báo những video mới nhất của Hiệp, là anh chị được người đầu tiên nhận được thông báo như thế. Và trước khi kết thúc video thì Hiệp xin chúc tất cả các khán giả của Hiệp thật là nhiều sức khỏe, thuận lợi, may mắn và thành công nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.